25 này, 1,2 này, 1.2 giây này, độ hàn này, độ hút này, hút là 1,5 này. Căn ra mà cho chuẩn nè. Thẳng cái đường mép hàn nè. Ok chưa? Cái này thiếu cái ấy rồi nè. Mình là mấy mất cái ấy nè. Được rồi. Lấy cái kề đi. Cái kề một tí. Alo. Rồi, cái này nhá. Hút cái này mà không được. Hút kiểu chơi với được. Đồng hồ về âm hết rồi nè. Đó. Độ hàn nếu mà hàn cháy quá thì giảm cái độ hàn này xuống. Giờ kín chưa? Kín chưa? Trong trường hợp nếu mà đường này nó nóng quá thì giảm cái này xuống. Giảm xuống còn 1-2 giây. Độ hàn này giảm xuống. Đấy. Cái này. Đó.